Xin chào quý anh chị và các bạn, em là Thuận đến từ Kia Bình Triệu. Hôm nay em mang đến cho mình con xe đó là Kia Sportage 2.0D Signature. Đây là phiên bản cao nhất của dòng Sportage, có giá niêm yết hiện tại là 1.099.000.000 và được giảm giá 20.000.000 còn 1.079.000.000. Giá lăn bánh tạm tính thành phố Hồ Chí Minh là 1.213.000.000. Vậy ở phiên bản cao nhất của Sportage chúng ta được trang bị những gì? Mời quý anh chị các bạn cùng tìm hiểu với em hôm nay. Về phần đầu xe vẫn là mặt ga lăng hình mũi hổ đặc trưng của Kia, với những đường mạ viền chrome to bản đem lại cảm giác sang trọng cho chiếc Kia Sportage. Về hệ thống đèn, ta thấy hệ thống đèn chiếu trên Kia Sportage được trang bị hoàn toàn là đèn LED với cụm đèn trước, đèn pha, cốt và đèn sương mù đều là hệ thống LED. Ngoài ra, đầu xe còn được trang bị cho chúng ta camera trước, cảm biến đổ trước, cực kỳ an toàn và tiện lợi. Về phần thân xe, Kia Sportage 2.0D Signature vẫn được trang bị những đường mạ viền chrome to bản đem lại cảm giác mạnh mẽ và sang trọng. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống mở cửa một chạm thông minh, gương chiếu hậu trang bị hệ thống chỉnh gập điện, cảnh báo điểm mù và hiển thị điểm mù trên xe. Mâm xe được trang bị trên con Kia Sportage 2.0D Signature đó là mâm đúc hợp kim nhôm với kích thước lên đến 19 inch và lớp Michelin đến từ Mỹ. Về phần đuôi xe, như chúng ta đã thấy, vẫn là những đường mạ chrome to bản đem lại cảm giác sang trọng. Ngoài ra, hệ thống đèn được trang bị trên Kia Sportage 2.0D Signature là hệ thống full LED hoàn toàn. Một điểm tinh tế ở đây đó là cần gạt mưa đã được giấu lên phía trên, cực kỳ tinh tế ở phiên bản Sportage. Ngoài ra, xe còn trang bị cho chúng ta camera rùi và cảm biến đổ xe phía sau. Kia Sportage 2.0D Signature máy dầu trang bị cho chúng ta đó là hệ thống cốp tự động, cốp điện, chỉnh điện với dung tích lên đến 543 lít cực rộng, được trang bị sẵn thảm lót sàn, thảm lót cốp, đặc biệt là bánh dự phòng có kích thước giống hoàn toàn với bánh xe bên ngoài và bộ dụng cụ thay lớp chuẩn Kia. Về phần nội thất, Kia Sportage 2.0D được trang bị da cao cấp với tông màu chủ đạo đó là màu nâu, có bệ tì tay trung tâm, rất tiện lợi khi chúng ta đi đường. Ở đây, hàng ghế sau còn được trang bị đó là ống gió. Như quý anh chị đã thấy, khoang hành khách cực kỳ rộng rãi, người ngồi sau cực kỳ thoải mái trong việc để chân. Đến với khoang hành người lái, ta có thể thấy đây là phiên bản cao nhất của dòng Kia Sportage, vì vậy được trang bị toàn bộ những option hiện đại nhất hiện nay như đàm thoại rảnh tay trên vô lăng, cruise control giữ làn đường. Và đây, như anh chị đã thấy, nhớ ghế hai vị trí 1 và 2 ở ghế tài, các tính năng cửa tự động, gương chiếu hậu tự động, hệ thống điều hòa cửa gió tự động, màn hình thông tin cực lớn lên đến 12.3 inch, nối liền nó là màn hình giải trí cũng là 12.3 inch. Ở đây anh chị có thể thấy được trang bị rất nhiều option, như đây lẫy chuyển số trên vô lăng giúp chúng ta nâng cao cảm giác lái. Ở xe được trang bị điều hòa hai vùng độc lập, tài riêng và phụ riêng, có cả các chức năng như sưởi kính trước, sưởi kính sau tự động, làm mát và các chức năng trên đây như anh chị đã thấy. Điều đặc biệt ở Kia Sportage đó là nút khởi động startup đã được di chuyển xuống vị trí này và thắng phanh tay điện tử sẽ nằm ở đây, cực kỳ là mới mẻ và hiện đại. Ngoài ra nó còn được trang bị như là sưởi ghế làm mát ghế, sưởi vô lăng, sưởi ghế phụ làm mát ghế phụ, cần số điện tử núm xoay, chế độ lái auto hold, camera 360. Đây, như anh chị có thể thấy, rất đầy đủ tiện nghi. Tiếp theo đây, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn LED nội thất một chạm, đặc biệt cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Như anh chị đã thấy đây,
Đó là những option cực kỳ hiện đại trên Kia Sportage. Ngoài ra, như anh chị đã thấy ở đây, trang bị cho chúng ta kết nối Apple CarPlay, Android Auto, sạc tự động và đặc biệt là sạc không dây. Rất đầy đủ thưa quý anh chị ha. Sau đây em sẽ test chế độ đề máy từ xa trên Kia Sportage cho quý anh chị cùng xem. Vừa rồi thì em đã điểm nhanh qua về chiếc xe Kia Seltos. Và vừa rồi em đã điểm nhanh qua về con Kia Sportage 2.0D Signature. Một lần nữa em xin nhắc lại với quý anh chị, giá của nó hiện tại đang được niêm yết tại Kia Bình Triệu là 1 tỷ 099 triệu và đang được khuyến mãi 20 triệu, còn 1 tỷ 079 triệu. Lăn bánh tạm tính tại thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 213 triệu. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại em có để bên dưới hoặc comment vào bài viết. Cảm ơn quý anh chị đã xem. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.